Xin chào các bạn. Làm điện thì chắc là ai cũng mong muốn có một cái bảng điện đa năng như này, và chúng ta sẽ có một cái đồng hồ có đầy đủ các cái thông số như này. Thì mình cũng đã có video hướng dẫn chia sẻ về cái đồng hồ này rồi. Tuy nhiên với chiếc đồng hồ này nó chỉ có 6 thông số, và trong đấy là cái tần số này nó cố định 50Hz này, nó gần như là nó chỉ làm đẹp thôi chứ nó không đo thực tế được. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một chiếc đồng hồ mới nữa. Đây. Mã của nó là KVKSAC301. Đây là một chiếc đồng hồ với đầy đủ các cái thông số tính năng tương tự như đồng hồ này, nhưng nó có nhiều tính năng hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ xem về ngoại hình của nó. Thì các bạn nhìn thấy này, nó thiết kế đen bóng khá đẹp luôn, và nó có 3 cái phím bấm để chúng ta điều khiển cài đặt. Đằng sau của nó thì các bạn sẽ thấy là có một cái sơ đồ đấu luôn và các cái giác đấu. Thì với cái modem AC301 như này và nó có thêm cái cục TI này thì nó đo được dòng lên tới 100A các bạn nhé. Nó còn có một cái modem đó là AC301L, thì khi mà thêm chữ L vào ấy, thì nó sẽ có thêm một cái cổng gọi là cái cổng RS485, và cái cổng đấy chúng ta có thể truyền thông và kết nối với các cái bộ vi điều khiển để chúng ta lập trình và theo dõi được nhá. Chân 3 và 4 là cấp nguồn 220 để cho cái đồng hồ này nó hoạt động. Còn chân 1 chân 2 chính là ra cái cuộn TI. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chiếc đồng hồ mới này nó ngon hơn rất nhiều so với chiếc đồng hồ cũ. Màn hình của nó đầy đủ màu sắc, nhìn trông rất chi là đẹp luôn các bạn nhé. Các bạn thấy à, màu sắc đẹp long lanh cành đào luôn. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có các cái thông số như sau. Cái thông số đầu tiên thì là chính là điện áp này, điện áp lưới này. Thông số thứ hai là dòng điện khi mà tải nó chạy thì là dòng điện nó sẽ hiển thị ở đây. Thông số thứ ba đó là cái thời gian. Thời gian có nghĩa là khi mà có dòng điện chạy qua thì thời gian bắt đầu tính. Thông số thứ tư có nghĩa là chỉ số tiêu thụ dòng điện đấy, hay là cái số điện ấy. Thông số thứ năm là công suất. Thông số thứ sáu là hệ số công suất. Thông số thứ bảy đó là tần số. Thế các bạn nhìn thấy với cái đồng hồ này thì tần số của nó sẽ đo thực tế luôn. Và thông số thứ tám đó là đo nhiệt độ. Thì đo nhiệt độ thì các bạn sẽ cần phải cắm cái can nhiệt này vào nhé. Người ta sẽ cho mình một cái can nhiệt rời như thế này, và các bạn sẽ phải cắm nó vào. Nếu các bạn không cắm này thì nó sẽ hiển thị như này, nó không lấy được nhiệt độ. Nhưng các bạn cắm nó vào thì nó sẽ lấy được nhiệt độ nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, nó đã lấy được nhiệt độ phòng là 34 độ. Rồi bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi khám phá các cái tính năng của nó. Thì với chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ cài đặt được các cái thông số để cảnh báo cho chúng ta. Ví dụ như là cài đặt quá áp này, quá dòng này, đấy, hoặc là quá thời gian các thứ là chúng ta có thể cài đặt được. Kể cả quá nhiệt độ là chúng ta cũng có thể cài đặt. Có nghĩa là khi mà chúng ta cài đặt ở một cái mức nào đấy, mà khi mà thực tế nó quá thì lập tức là nó sẽ báo chuông cho chúng ta. Ví dụ ở đây đang là cái điện áp 231V. Đấy, thì bây giờ mình muốn cài đặt điện áp là 230V là nó cảnh báo, thì mình sẽ nhấn giữ cái nút M. Các bạn nhấn giữ khoảng 3 giây. Đấy, 3 giây thì lập tức nó nháy nháy như này. Đấy, thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để nó chuyển sang cái số 5, và các bạn sẽ bấm cái nút mũi tên xuống để nó giảm đi. Mình cài đặt là ở 230V. Đấy, thì khi mà quá cái điện áp 230V này nó nháy thì mình sẽ cài đặt ở đây. Đấy, sau đó là mình sẽ nhấn giữ một nút M này lần nữa để cho thoát ra. Rồi các bạn nghe thấy tiếng tít tít chưa? Hiện tại thực tế nó là 231 phẩy mấy vôn đấy, nhưng mà mình cài đặt là 230V thì lập tức nó kêu tít tít. Đấy, các bạn thấy kêu tít tít chưa? Cứ tít tít này thì cái âm thanh nó cũng hơi nhỏ, kể nó to hơn một chút nữa thì hay hơn. Rồi nếu như mà mình muốn không kêu nữa thì bắt buộc mình phải cài nó lại thôi. Các bạn cài nó cao lên một chút, các bạn nhấn giữ nút M. Đấy, xong bắt đầu các bạn nhấn một lần nút M để nó chuyển sang số tiếp theo, và các bạn sẽ cài nó lên khoảng 230V. Đấy, nó vượt qua 231V thì nó không kêu nữa. Và các bạn muốn cài đặt sang cái thông số về dòng điện là phía dưới thì các bạn cũng làm tương tự bằng cách là nhấn đúp nút M, có nghĩa là nhấn hai lần nút M nhanh các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ nhấn vào cài đặt này, và các bạn bằng cách là các bạn nhấn hai lần nút M nhanh thì nó sẽ chuyển xuống hàng dưới này, 1, 2. Đấy, thì nó, các bạn nhìn thấy ở cái hàng dưới nó nháy nháy đấy, thì là chúng ta cài đặt dòng. Đấy, ví dụ như là chúng ta cài đặt cái dòng 0,018A mà nó báo thì là chúng ta cài đặt thế, hoặc chúng ta có thể là cài đặt nó cao hơn. Đấy, tương tự như vậy các bạn cũng có thể cài đặt cái khác nhé. Các bạn nhấn nút M này
bạn nhấn hai lần thì lập tức nó sẽ xuống dòng dưới này, nhấn hai lần thì xuống dòng thời gian này đấy, và các bạn nhấn một lần nút mở thì là chúng nó sẽ chuyển lần lượt để chúng ta cài các số. Nhấn hai lần thì xuống dòng số điện này, nếu như mà quá cái số điện này thì lập tức nó cũng sẽ báo cho ta đấy. Nhấn hai lần thì sang cài đặt về công suất, nhấn hai lần thì sang cài đặt về nhiệt độ. Như vậy là cái chỉ số về hệ số công suất và cái tần số là nó sẽ cố định, mình sẽ không cài đặt được. Thì đấy là cái cài đặt báo động. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng thử tải xem các bạn nhé. Rồi để cái đồng hồ này nó đo thông số của tải của chúng ta hay là đo thông số hệ thống điện của nhà chúng ta, đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đấu là cấp nguồn cho cái tải này bằng cách là đấu chân số 3 số 4 vào điện lưới. Sau đó cái dây nguồn của chúng ta ấy, từ automat chúng ta sẽ có một dây chúng ta trích ra luồn thông qua cái cuộn TI này. Đây, giả sử như đây mình có một cái bóng đèn đây, tải đây, và cái dây này chính là cái dây điện vào đây, mình sẽ cắm vào cái ổ này chung với cái ổ mà cấp điện cho cái đồng hồ này. Các bạn sẽ dùng một cái dây cắm qua cuộn TI. Các bạn nhớ là dây thì nó có hai dây, nhưng mà chúng ta chỉ dùng một dây thôi nhé các bạn nhé. Các bạn có thể là dùng dây dương cũng được. Đấy, là chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái bóng này và các bạn sẽ xem. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên này. Các bạn thấy chưa? Bóng đèn đã sáng nhá. Bóng đèn sáng này. Đấy, mình che đi cho nó đỡ khó nhìn. Thì các bạn nhìn thấy này, cái dòng điện là cái hàng màu đỏ phía dưới đang ăn dòng là 0,54A, đúng không ạ? 0,54A, điện áp của chúng ta đang là 232V. Thì các bạn nhìn thấy này, khi mà cái dòng điện ăn lên nó sẽ nhấp nháy này. Và các bạn nhìn thấy cái cột thời gian ở phía dưới nó cũng nhấp nháy, là bắt đầu nó đang tính thời gian. Đấy, công suất này. Và các bạn sẽ chờ một lúc là nó sẽ nhảy số về cái số điện ở phía dưới đây. Cái số điện nó đang là 0,001 kWh. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là nó đang quá dòng thì lập tức nó sẽ nháy. Bây giờ mình sẽ cài đặt nó lên một chút này thì nó sẽ hết nháy này. Đấy, bây giờ cài đặt cái chỗ này lên 230. Đây là điện áp 235-36 này. Bây giờ cái dòng của là mình sẽ cài lên khoảng 1A. Tức là nếu như mà dòng nó quá 1A thì nó sẽ nháy, thì nó kêu, nó báo động cho chúng ta. Ok. Đấy, thì các bạn thấy là bây giờ nó không còn kêu nữa, bởi vì cái dòng ăn đang là 0,5A, mà cái dòng cài đặt của chúng ta đang là 1A. Đây, mình các bạn có thể bấm một lần nút mở để chúng ta sẽ xem các cái thông số cài đặt nhé. Bấm một lần này. Thì các bạn nhìn thấy chưa? Cái điện áp cài đặt của chúng ta đang là 236V này. Cái dòng của chúng ta đang là 1,018A. Tức là nếu như mà dòng nó chưa quá cái dòng cài đặt này thì nó sẽ không báo động này. Chờ một lúc thì nó lại trả về cái thông số để nó đo thực tế. Bây giờ mình sẽ cài cái dòng của chúng ta. Nó là 0,5A đi. Đấy. Ok, mình đã cài đặt cái dòng là 0,5A. Nếu như quá 0,5A thì lập tức là nó sẽ kêu, nó báo động. Rồi, nhấn nút mở để nó thoát ra. Đây, các bạn có thể thấy là khi mà nó quá cái dòng cài đặt đấy thì lập tức nó tít và nó sẽ nháy nháy chữ A. Bây giờ mình sẽ rút cái nguồn tải ra. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà mình rút cái nguồn tải ra thì cái dòng nó về 0 thì nó sẽ không kêu nữa. Đấy, các bạn thấy là không có âm thanh kêu nữa đúng không ạ? Rồi, mình sẽ lại cắm cái tải vào thì lập tức nó quá 0,5A thì nó sẽ kêu và nó sẽ nháy chữ A. Đấy, các bạn thấy chưa? Hiện tại là cái dòng tải của chúng ta đang là 0,54A nhé, thì nó lại kêu cái tít, nó báo động cho chúng ta. Các bạn nghe thấy cái tiếng kêu rõ ràng đúng không ạ? Đấy, cái này là rất chi là hay đúng không ạ? Ngoài ra các bạn cũng có thể là reset cái thông số về cái thời gian này. Hiện tại nó đang là chạy được 3 phút rồi và cái số điện đang là 0,007 kW. Đấy, thì các bạn có thể reset cái thông số này. Ví dụ như là các bạn có thể là tính toán là một đêm chúng ta dùng điện hết bao nhiêu thì chúng ta sẽ reset về 0. Đấy, ví dụ như là 8 giờ tối như là mình sẽ reset về 0, xong rồi đến sáng hôm sau 6 giờ hôm sau mình sẽ xem là cái tối vừa rồi mình dùng bao nhiêu số thì mình sẽ reset. Bằng cách là các bạn sẽ nhấn giữ cái nút mũi tên lên. Đấy, các bạn nhấn giữ nút tên lên. Đó, thì nó nháy nháy như này. Thì các bạn nhấn một lần nút mở. Đó, thì nó về 0, thời gian về 0 này. Đấy. Xong rồi các bạn sẽ nhấn hai lần nút mở để nó chuyển xuống dưới. Đấy, nó chuyển xuống dòng dưới. Thì các bạn lại nhấn một lần nút mở nữa thì nó sẽ reset cái số điện về 0. Ok, nó đã reset về 0 và các bạn sẽ nhấn mũi tên, nhấn giữ thì lập tức là nó sẽ trả ra.
Thì như vậy là chúng ta sẽ cài đặt là đến sáng hôm sau chúng ta sẽ theo dõi cái số điện này, là chúng ta sẽ biết là một đêm của chúng ta sẽ dùng hết bao nhiêu số điện. Đây là bên trong của chiếc đồng hồ vạn năng này các bạn nhé. Đây là cái loa này. Các bạn có thể thay cái loa khác với cái âm thanh nó to hơn. Bên trong thì các bạn có thể nhìn thấy có một cái con xử lý trung tâm này. Con này rất nhiều chân này. Đây là cái rắc cắm để cảm biến nhiệt độ này. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây nó sẽ có một con điện trở xanh này. Đấy, cái này chính là cái con điện trở để cảm biến dòng điện này. Các bạn thấy là nó cũng không có cái gì cả, nhưng mà mạch miếc nó ngon hơn hẳn thật. Còn đây là cái mặt trước của nó này các bạn này. Thì nó sẽ dùng một cái màn hình. Các bạn nhìn thấy cái màn hình khá đẹp luôn. Đấy, giống như một cái màn hình LCD. Với cái màn hình này nó thể hiện được các cái màu sắc khá đẹp. Ở đây thì nó có ba cái phím bấm. Ở phía dưới nó sẽ có một cái đèn nền. Nói chung là cái mặt này thì nó không có gì, mặt này nó chỉ yếu là dùng để cho màn hình thôi. Đấy thì các bạn có thể là chiêm ngưỡng toàn bộ cái mạch điện bên trong của một chiếc đồng hồ vạn năng rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.